Quý khán giả thân mến, chỉ còn ít ngày nữa là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ diễn ra. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa lắng xuống, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi, đặc biệt là bảo đảm phòng chống dịch bệnh, được ngành giáo dục đào tạo phối hợp với các ngành có liên quan và địa phương chuẩn bị chu đáo. Đến nay, công tác đảm bảo an toàn trong kỳ thi tại Tây Ninh đã được chuẩn bị hoàn tất. Năm nay là năm thứ hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Với quyết tâm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp năm nay thật an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã liên tục quán triệt và hướng dẫn các trường chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho kỳ thi. Từ cuối tháng 5, khi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng về ca bệnh, để công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp đúng quy chế, đúng các quy định phòng chống dịch COVID-19, Sở đã chỉ đạo các trường, trưởng các điểm thi tăng cường tuyên truyền, chủ động tổ chức kỳ thi để tạo sự đồng thuận trong phụ huynh và học sinh, quán triệt thí sinh, giáo viên coi thi, chấm thi, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Công tác bảo đảm phòng chống dịch bệnh tại các điểm thi được ngành giáo dục và đào tạo tỉnh tính toán kỹ lưỡng. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp tại các trường được chọn làm điểm thi. Sở chỉ đạo các điểm thi tổ chức vệ sinh môi trường các phòng thi, hành lang, sân trường, nhà vệ sinh, bảo đảm an toàn, sạch sẽ, tổ chức phun khử khuẩn điểm thi trước ngày thi. Các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên và các điểm đăng ký dự thi đã tăng cường kiểm soát cán bộ giáo viên, nhân viên thí sinh và người thân của giáo viên thí sinh để kịp thời khai báo về các trường hợp di chuyển từ vùng dịch trở về địa phương nhằm tiến hành phân loại sàng lọc đối tượng, phục vụ cho công tác chuẩn bị các phương án tổ chức thi. Đồng thời khuyến cáo các cán bộ giáo viên và các thí sinh phải nghiêm túc thực hiện quy định 5K. Trong thời gian chuẩn bị cho kỳ thi, cũng không di chuyển sang địa phương khác nhằm tránh các tình huống phức tạp như phải bị cách ly trong thời gian tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Đồng thời, các trường đã tổ chức tuyên truyền hướng dẫn sinh hoạt về các quy định phòng chống dịch COVID-19 cho cán bộ giáo viên thí sinh, tuyên truyền hướng dẫn phụ huynh có con em tham gia kỳ thi, đặc biệt đối với phụ huynh có con em thuộc các nhóm đối tượng F0, F1, F2 mới được chữa khỏi hoặc mới hết thời gian cách ly theo quy định của ngành y tế. Cần được thực hiện đeo khẩu trang khi đưa đón thí sinh đi thi, ra về ngay sau khi đưa và đón thí sinh đi thi, tránh tụ tập đông người trước điểm thi. Đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, thì trường trung học phổ thông Tây Ninh có khoảng trên 720 thí sinh và khoảng 120 giám thị. Thì đối với cơ sở là có tất cả là khoảng 40 phòng để thi, trong đó gồm các phòng thi chính thức, các phòng thi dự phòng, các phòng thi để các em làm phòng chờ. Thì trong đó nhà trường đã tiến hành làm vệ sinh các phòng học và sẽ phối hợp với lại trung tâm y tế thành phố Tây Ninh để khử trùng trước kỳ thi. Nhà trường cũng đã chuẩn bị các khâu như là nước rửa tay, các cái dụng cụ thiết bị để đo nhiệt độ khi mà thí sinh đến trường. Đồng thời cũng thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở cán bộ giáo viên, học sinh khi tham gia kỳ thi thì phải tuyệt đối tuân thủ theo các quy định của ngành về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của năm nay. Năm nay, hội đồng thi ngành giáo dục đào tạo Tây Ninh giao cho điểm thi trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh là tổ chức thi cho 553 thí sinh. Chúng tôi đã chuẩn bị 23 cái phòng thi. Ngoài ra thì theo yêu cầu của ngành thì chuẩn bị thêm 16 phòng 6 phòng chờ để cho các thí sinh tự do và 3 phòng dự phòng để dành cho các trường hợp các em phải cách ly để tham dự kỳ thi. Để do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp cho nên năm nay là nhà trường đã có cái khâu chuẩn bị từ trước cho cái công tác này. Như chúng tôi đã chuẩn bị cho mỗi phòng thi là sẽ bố trí một cái chai nước rửa tay bố trí ngay tại phòng thi và bố trí một cái hộp khẩu trang ở tại phòng thi. Ngoài ra thì sẽ phối hợp với các cơ quan ban ngành của thị xã Hòa Thành để thực hiện cái phun khử khuẩn ở các phòng thi vào trong các ngày thi và chuẩn bị trước đó và cách trước ngày thi một tuần để đảm bảo cho cái an toàn vệ sinh ở tại các phòng thi. Với cái công tác chuẩn bị này thì tôi nghĩ rằng là nhà trường vừa qua thì ngày 7 tháng 6 thì có cái kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cũng được tổ chức tại đây với 29 phòng thi. Thì cái công tác này đã thực hiện khá tốt
Đặc biệt là tại cái điểm thi lần điểm thi vừa qua thì ở đây có 13 thí sinh là F2 cũng đã tổ chức được kiểm tra và cho thi đảm bảo an toàn. Cái công tác thi tuyển lớp 10 giống như là có đợt thực tập để chúng tôi kiểm tra lại tất cả các cái khâu trong quá trình mà tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần này. Thì hy vọng rằng với cái công tác chuẩn bị của trường, quan tâm của các lãnh đạo địa phương, thì mong là cái kỳ thi lần này sẽ diễn ra an toàn, hiệu quả và thực hiện được cái biện pháp phòng chống dịch. Hiện các đơn vị được chọn làm điểm thi đã chuẩn bị chu đáo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho công tác tổ chức kỳ thi, đảm bảo an toàn đúng quy định của quy chế thi. Bố trí điểm thi dự phòng và các phòng thi dự phòng ở mỗi điểm thi đủ số bàn ghế theo quy định của phòng thi chính thức để sử dụng khi cần thiết. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại điểm thi. Đồng thời, các trường đã phối hợp với cơ quan y tế địa phương phun khử khuẩn toàn bộ khu vực tổ chức thi, chuẩn bị nước sát khuẩn, khẩu trang y tế, các dụng cụ, máy đo thân nhiệt, đảm bảo đáp ứng với số lượng thí sinh, cán bộ giáo viên nhân viên tại điểm thi. Tùy theo đặc điểm thực tế mà mỗi trường đã xây dựng phương án để hướng dẫn thí sinh thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại điểm thi như phân công đưa đón theo nhóm phòng thi, phân hàng phân luồng khi đo thân nhiệt theo nhóm phòng thi, phân công người hướng dẫn các thí sinh lên thẳng phòng thi, tránh tập trung, trao đổi, tụ tập trước và sau khi thi. Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, các điểm thi còn phối hợp với trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên cập nhật tình hình thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi có liên quan đến dịch bệnh COVID-19 để có hướng xử lý, không để ảnh hưởng đến kết quả của các thí sinh. Thưa quý vị khán giả, để đảm bảo an toàn cho công tác tổ chức thi, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác phòng chống dịch, tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia vào kỳ thi. Kỳ thi trung học phổ thông năm 2021 đang đến gần, với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nỗ lực ôn tập của các học sinh, tin rằng kỳ thi năm nay tại Tây Ninh sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Chuyên mục phòng chống dịch COVID-19 hôm nay đến đây xin tạm dừng. Kính mời quý khán giả tiếp tục cập nhật những thông tin về dịch COVID-19 trên kênh TTV11 và trên các hạ tầng số YouTube Fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Xin chào và hẹn gặp lại.